ซินจ่ากระบางค่ะซินจ่าปุ๋ยโต้ยนะคะกระบางเอ่ยโต้ยหน่อยนะคะดีดินเนอร์จุงเว้ยกับอยากหลูเอ็มแนนนะคะกระบางถึงล่ะอยากหัวเอ็มแนนคอมหลับวิดีโอโต้ยทุกคอมกระบางมุ้งโต้ยในล่ะซุกซักว่ากระบางเอ่ยเจอแหมดีอังหนอนนะคะกระบางเอ่ยอังหนอนอังหนอนแล้วก็ไหนเหยียดเหรออังก็คงยีดะก็แล้วก็ชาวล้มอ่ะเอาไว้เอาจมอ่ะเอาไว้con gì ta con kẹt nhộm nhộng ở đây nói tô mẩy nhộm nhộng gì đó mẩy thường mòn rồi tô mẩy á tô mẩy con tằm mi แต่ว่าก็คือคุณแม่กินตั๊กแตนใช่ไหมคุณแม่มึงอันก็ไหนไอ้จำปิงจำปิงcon tằm hình như nó có con tằm á thì gì cũng chưa đó giờ chưa ăn lần nào gì cũng không biết thì như cái nhà cũng yêu cầu là tại vì muốn xem thế là buổi tối Thái Lan có đồ ăn gì này kia nọ thì Di sẽ thực hiện theo yêu cầu luôn, tối nay sẽ làm video cho mẹ và anh em đi đi khám phá buổi tối là đồ ăn ẩm thực buổi tối nha cả nhà. Dạ. cái chỗ này là nó nổi tiếng nè cả nhà, này cái quát em, gọi là quát, chùa là quát đó, xem bò à? Không phải xem mưa, nói cái này xà lọc mưa, xà lọc mưa à? Cái chỗ này, cái chỗ này nó là nổi tiếng cả nhà. Nổi tiếng chăm sóc sữa thành. Đẹp lên không cả nhà, cây này cây giả nha cả nhà, cây này nguyên cái cây này nó giả đó, không phải là thiệt đâu, cây giả. Buổi sáng là nó vàng khè luôn. Buổi tối thì nó mở đèn lên, buổi sáng nó vàng khè luôn á. Có nhiều ngày mai người Miến Ma sẽ đi ở đây cho lấy cắt cây cái này không. Ô nhìn á. Cái này là cây đa nha cả nhà. Ta làm cây đa giả. Ok, bây giờ sẽ đi khám phá mấy cái sạp hàng buổi tối ở đây nha cả nhà. Đúng rồi. Tối rồi, ăn cái gì đi anh yêu? Đi đi đi, nhìn cái đây nè, anh thấy nè. Cái này là sushi. Ồ, cái đây nè, ok nè anh. Muốn ăn gì hả? Bớt lên là hả? Là một cái nhiêu em? Ăn lấy 10 bạc à hả? Mọc cái là 10 bạc. Một cái này 10 bạc à? Đúng rồi, mọc cái là 10 bạc. Này nướng cho em, nướng cho em. Nướng rồi, chín rồi, chín rồi. Ok. Đây đây. Cái này là cái gì? Nè. Cái này là bacon nè Niu. Heo. Không, ăn ăn cái này nè. Ăn cái này. Ăn cái này. Ăn này à, cá nè, cá deli nè. Ăn này nè. Wow. Cái trứng đỏ đỏ kìa. Đỏ đỏ. Nó thành cung hay gì đó. Không có cung, không có tôm. Cái gì là gì? Nè, không. Đây đây. Trứng hả? Trứng cái này hả? Nè. Này là gì? Cái này trứng anh yêu. Hấp dẫn á. Ok má. Đây coi cái nào. Ok ok. Cái này em ăn hả? Em ăn cái này hả? Ừ, 6 cái được không? Ok ok được rồi, 6 cái đi. Ok. Một cái 10 bát đúng không? À, 6 cái 6 10 bát đúng không? Đúng rồi, 6 cái 6 10 bát. Wasabi đấy hả? Wasabi, chung ăn đi. Ăn wasabi, ăn wasabi. Cảm thẳng và... Thường thường nếu mua 10 cái là cho chúng ta, cho người ta mỏ free mỏ cái mua 10 cái phiền cái ha. Đúng rồi.
10 cái thì tính ra có 68 ngàn cả nha. Còn mà 60 bát này chắc tầm 4 mấy. 60 bát ra. Tính ra một trên một cái là 6.800 nha cả nhà. Đây là món ăn nem nướng. Thịt nướng, thịt nướng. This one right? Ừ. Anh em mấy hả vậy hả? 15 bạc. Một cái này 13 bạc. 15 bạc. Ăn gà mấy? Mấy kim, mấy kim kèm mấy? Mấy kim, mấy kim. Ăn này. Vậy là cây nào cũng 15 bát thôi em? Đúng rồi, 10 bát, một cái 10 bát. Mẹ, kim cua cung mấy? Cái này xào xào hả? À, xào xào hả? Ủa, tôm xào xào hả? Tôm xào xào không, à, không phải thật tôm. Vậy hình như anh nhớ là mẹ thích ăn cái này phải không? Em ăn, mẹ ăn. Em nào không? Em ăn nào? Cái của không thương. Ngon, ngon. Đúng chứ em ăn, ăn rồi vàng vàng nha. Ủa, này cái gì? Anh ấy thịt gà. À, thịt gà hả? Ừ. Ăn không? Không, này ngon, này ngon, này ngon. Không biết à. Anh nhiều muốn ăn cái gì à? Anh gì có. Cái này ngon, anh hỏi cái này ngon không à? Ngon, mua đi, muốn biết. Ok. Sụp xịp. Cây cây. Ủa vậy là cây nào cũng bằng giá 15 bát em? 10 bát mới lấy là hả? Cái này ở đây 15. Sơn. Bên đây 15. 15 bát. This size. 10. Bên đây 10 bát. This one 15. Cái nào? À. Vậy là bên đây là 15 bát nha cả nhà. Phía bên đây 15 bát. Đúng rồi. 15 bát tầm đâu 10.000 mình. Đúng rồi. 10.000 tiền mình. Đúng rồi. À, còn đây 10 bát là tầm 6.800 tiền mình, 6.500 tiền mình nè. À. Nướng rồi. Nướng rồi à? Ừ, chín rồi, chín rồi. Ủa không có làm nóng rồi hả? Chúng ta không có nói à. Nó mất 40 bạc ta. Nhiều quá, nhiều quá. Nhiều không? Nhiều. Ăn cái này mấy. Cái này là crepe cake. Cái này crepe cake là dầm cái này. Big, big cake không? Crepe cake. Crepe. Bánh crepe hả? Bánh crepe anh biết. Biết mấy. Ở trong nhà hàng cũng có nữa. Có mấy? Có, nhà hàng có. Nhà hàng có. Ừ. Bánh khọt Thái Lan đây. Ở đây nè các bạn ơi, ở đây là bán Sinto bơ. Sinto bơ. Uống mấy? Mày mày uống không? Mày không. Anh như bên khoai lang anh hiểu. Khoai lang nướng. Khoai lang như khoai làm tròn tròn chứ có nướng luôn. Nước đường hả? Nước đường hả? Không phải, nước bình thường. Bác Thảo có xài nám lên rồi hả? Năm bảo pháo. Ok. Em nên hỏi chị là free ngay. Free cái này cho free. À, nó cho free. Đều ít nước, ít nước. Uống không có ngon. Thấy chúng ta đi chung hai người, ba người. Đều uống không có no. Rồi, cảm ơn cô. Kèn á, không có dạ. Không có sao. Bán tần giấy, bán tần giấy, xin tố hết rồi, xin tố gạo tời, xin tố trái cây tời nè các bạn ơi. Mua này cho mẹ ăn hả? Đúng rồi. Mua con cái này cho mẹ ăn. Con này em ăn được không? Giấy nè. Anh ấy 20, anh ấy 20 đấy hả?
Mày kịp đây mày. Anh đi chim gì hả? Dạ, anh đi chim gì. Nè, mày sao mày? Nếu nói tiếng Anh là chikara. Chikara, chikara. Ở tối nghe tí tí. Giới, tiếng Việt là giới. Giới. Chikara. Cái này là có áo thảo thì vào quần lôi. Nè, chiếc tô tô mày mày hả? Tô mày tô mày mày? Tô mày hả? Cái này là mày á nè. Tần mày nè, nếu nói tiếng Thái. Tóc đai hả? Thấy á? Kẹp tóc đai mày. Có cho bỏ tiêu, bỏ nước tơ, bỏ tiêu ra. Ủa này thơm cái gì ta? Thơm hả? Thơm quá. Ừ. Ở đây là bán một set. Một set là một set có 5 cái. Một set có 5 cái. Ăn không? Ăn thơm quá. 5 cái là 20 baht. Ok, rẻ đó. 5 cái 20 baht. Đúng rồi. Ở đây không bán 1 cái 2 cái nè. Bán 5 cái một set 20 baht. Không phải của chúng ta nhiều. คุณยายค่ะคุณยายล่ะพูดภาษาไทยได้ไหมค่ะคุณยายพูดภาษาไทยได้นะครับแต่ว่าพูดนิดหน่อยพูดเยอะเราไม่รู้เข้าใจไม่ก็พูดชัดนี่ก็เดือดร้อยมาจับเปอร์เซ็นต์ร้อยนี่เบาไว้หลังก็ไหนนะน้องก็ไหนเถิงๆอ่ะบ่าวไว้ก็ไหนอ่ะเราลอยนะเอ็นแนนหับซึงลุ้มจึกอ่ะบ่าวไว้ก็ไหนก็ลามหมอบเงยลามก็ไหนวันนี้มีคิวมีเล่าไว้ได้นิวบอกไว้เล่าไว้จอเทิมเทิมแวก็แวก็ละเล่าไว้แวเล่าไว้เล่าแวเล่าไว้ดูหมอเดาแวเล่าไว้เดาแวอ๋อเดาแวไว้เล่าไว้นะคะกระบาลจอเทิมเทิมลามแล้วก็นึ่งเอ๋ยใดนึ่งไว้ทานทานหย่อว้าวคุณตาทำเร็วๆๆๆเร็วๆๆ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 
ขอบคุณครับcơm cơm 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 bỏ quấy đường thốt nốt đúng rồi cơm bỏ đường thốt nốt mẹ hát nước rồi á nói nhiều review nhiều nói nhiều hả các bạn ơi chợ tối đêm tối chợ đêm chợ đêm tối ở đây là cặn với chùa nè các bạn ơi chùa là ở đây cái này là phật thái xào ta đang làm phật thái nha cả nhà có giá có hẻ bảo máy là một mình nhé anh ăn sạch hay là ăn sạch hay em đang nói với mẹ muốn mua phật thai hả em đang có 5 bạc rồi đó mẹ giúp em nên đó hết rồi giúp hai mà luôn nè mòm cái này mòm bọt cái này là 25 bạc phật thai không tốn tiền như một kiếm như một lần cái này có ăn cho hết đó yêu ơi rồi ba mẹ con sẽ ra đây ngồi ven sông ngồi ăn nha cả nhà thấy không thấy em còn cái gì yêu dưới con dưới à cô mẹ ăn con dưới đại mấy cái ma 10 cái già ăn con dưới chung
Này, cái này đầu, cái này đầu, cái này wing. Nhị con cái này. Người ta chiên cái này với lá chanh, lá chúc. Lá chúc. Nghe tàu không? Táo. Tàu kêu táo. Nghe tàu không? Các bạn ơi, em nè là mới. Bạn muốn ăn hả? Mới. Lập ta. Mới. Mới. Lập ta. Mới. Con cô mẹ sợ con cái này nè các bạn, con cái gì? Này con tầm. Ăn lá cho làm áo ạ. Con tầm. Con tầm. Cái này là con tầm nè các bạn. Em nè là cho mẹ của em nè. Cô mẹ nói là cái này. Không phải. Không phải sao? Không phải em con tầm. Này con tầm ăn lá mà. Ôi mày bỏ ăn chim mai mai á. Ăn chim mai mai không biết. Mẹ không ăn. Không phải. Ăn không phải. Không gì? Không khỏi là gì? Không khỏi. Không ăn, không phải. Nói tương mới, mẹ. Nói tương mới của mẹ. Không phải. Không phải. Mày đây. Cô mẹ muốn ăn thịt thay đó hả các bạn? Không có được. Mày ăn. Thử với con. Thử với con. Dạo. Con tầm đúng không mấy yêu? Con tầm. Chim tầm. Mà mới cả già ăn con tầm chung hả các bạn ơi? Mà không có ăn. Ăn rồi luôn, kinh đu. Mày bè lại. Mấy tài. Mấy tài cũng mấy bè lại. Em nên nói không có chết, mẹ cũng không ăn. Ăn đi chị. Nì, cái này là chập lạc nè các bạn ơi, nên nói tiếng Thái là chập lạc, có cây cây của curry nè ha, แล้ว ก็ ละ đậu que với lá với nè ha các bạn ơi, là nướng cho thơm ngon nè ha, chín lòi là ngon quá. Ăn tối nó ngon quá các bạn ơi, vui đấy, vui hơn ăn chiều ăn sáng nè các bạn. Không có biết mà ngủ ngon nó nếu no rồi ạ. Sushi bình thường. Thịt thái lùm lá vậy. Ăn thịt thái. Tại biết mấy. Tại biết có Muốn bỏ bọt tươi đúng không? Bọt tươi. Ít không phải bọt ớt. Bọt. Ớt bọt. Nếu muốn bỏ chung với ớt bọt nữa ha các bạn ơi. Cay mặt quá. Ăn nên nắm quá. Tối nay nè hả? Dinner chung với mẹ, cặn với con sâm đó các bạn. Dằn với con sâm. Thịt thái nha cả nhà. Thịt thái cho tông. Bỏ ra hả. Ôi thơm. Bỏ chanh nha các bạn ơi. Hả. Bỏ giá tươi. Rồi nha. Hả. À, mời cả nhà ăn thịt thái chung nha. Mới cái gà ăn thịt thái chung. Đồ nướng nữa cả nhà. Cho anh em ăn đi. Nó giống như nó chua chua, nó giống như là anh em Việt Nam mình đó cả nhà. Nó chua chua. Nè, em à, ăn đúng mà nó không bỏ với cay ớt cái này. Dạ trời, em ăn nguyên cái ớt vậy hả? Ừ. Mà nó ớt cay không? Ớt cay không? À, cho mẹ ăn chung. Bẹt mấy cái này. Nè, nếu cô mẹ ăn nem mọt trái ớt khiến trời ơi ginger gừng nữa hả? Gừng. Ôi, nè ơi. Cô mẹ style. Thôi, anh ăn thử giống mẹ. Ok mấy? Ok ăn luôn. Khiến
ราชาใช่ไหมกินคงป๊อปกินต้องกินถิ่นแล้วน้องเสร็จไหมอร่อยไก่คอมแม่น้อยหมูเอ๋อไหนจะห้องไก่จ้ะฮะเอ๋อคอมไก่โอเคไก่อร่อยได้ปะเสร็จแล้วอ่ะkhông lẽ trình độ của Di ăn ớt đạt đến trình độ người Thái rồi, cái nhà ăn ớt cái cây nữa ăn với lao tươi đi nhớ lên cái lũ không la này ngon ăn rồi em hôm nay không ăn con cái này à quý Duy quý Duy kinh đi à không bắt cái bầu yến thục đéo à. Mà bắt cái bầu yến thục ai winner không có ăn ai give up là ăn các bạn ơi để em nên nát to hai người cái này nó không ăn em nên ăn nhiều rồi con cái này ăn 1 2 3 kéo hammer mẹ ăn nếu mẹ ăn mang đi con mẹ kéo con Duy con cái lỗ nâng leo 1 2 3 mẹ cô mẹ mấy win con win là cô mẹ kinh ờ leo leo nâng 1 2 3 mẹ ăn đó hả các bạn ơi các bạn thấy đúng không mẹ ăn con cái này đó đuôi gặp ta close chưa hết mà mang một con mang một cái thôi mang một con thôi quay chỉ tua điều nè mẹ của mẹ chỉ một thôi cứ mới chặt lên tua điều à mặn mặn kem của mẹ kem có giống quá nghe ok mẹ ăn luôn ok mẹ ăn lại thơm mà thơm anh miệng là mình nó mới thơm lắm áo 1 2 3 ăn luôn không bỏ nó ham thiên không bỏ ăn ơi làm gì cho em đang dừng đấy ăn lời đấy ok mẹ mẹ không ăn nữa sợ cái gì mình thường hay protein đó các bạn cái này ăn nữa ui mình tập bị chín thịt khô chứ mày ok ha các bạn ơi bây giờ là mẹ và em Nam với anh Nhiều là no quá các bạn ơi ăn tối nhiều quá hôm nay đi về hả bây giờ chờ xe đi về đó hả đi về đi ngủ đi tắm đi về đi tắm đi ngủ đó hả các bạn ơi ok hôm nay bây giờ em Nam muốn tạm biệt các bạn hôm nay tối nay là cảm ơn mọi người đã xem video bé Nan Thailand nha kha. Nếu thấy video bé Nan Thailand dịch muốn vui chung với gia đình của bé Nan Thailand là muốn đi đâu đi ăn cái gì đi làm cái gì đi ngủ ở đâu nha kha các bạn ơi đi ăn ở đâu đi ăn cái gì nha kha các bạn không quên like subscribe and share. Dạ cảm ơn các bạn. Em change style đi mẹ like and subscribe and share. Nếu các bạn thích video của em Nan là muốn nhìn em Nan và muốn nhìn bé Nan Thailand và gia đình của bé Nan Thailand muốn đi đâu đi ở đâu đi ngủ ở đâu đi ăn cái gì đi ăn cơm với cái gì đi ăn cơm với cái nào nữa hả các bạn không quên like subscribe em subscribe anh thích nói gì đó subscribe and share chúc ngủ ngon đó các bạn ơi chúc cô mẹ có cái gì nói với các bạn lặp lại hả các bạn chúc các bạn ngủ ngon dạ bye.
บ๊ายบายค่ะหมอเงยอิ้วหมอเงยนะคะ